Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 11 giờ 45 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023. Video trước đã chia sẻ tới các thượng đế chuẩn bị 8 chiếc đài nội địa Mazda Ra Ban chạy điện 100V. Đợt tới này chắc là lại mình phải sưu tầm nhiều chiếc đài nội địa như thế này về. Để làm gì? Để phục vụ các thượng đế khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Vì có rất nhiều thượng đế có những cái mối hàng, có những cái chỗ mua, những cái chiếc đài nó rất chi là mới. Ví dụ như cái này chẳng hạn, Sanyo U4 rất chi là mới. Hay là Saab QT77MK2 rất chi là mới. Có hai người thượng đế thôi nhưng mà gửi cho mình 4 chiếc đài. Ở trên bàn kia đang hoàn thiện chiếc đài Toshiba có model là SW7. Mới lắm, mới thiếu thùng xốp luôn. Mỗi tội là Trần Văn Tịt với Trần Văn Sôi. Thế nhưng mà Trần Văn Tịt với Trần Văn Sôi cũng không sao cả nha, không sao cả. Mình sẽ cố gắng để làm cho nó rên rỉ lên. Đấy là một điều coi như là mình đang hết sức cố gắng phấn đấu. Đợt tới này là mình phải sưu tầm nhiều những chiếc đài nội địa này về. Để làm gì? Để đợi các thượng đế có nhu cầu một cái là còn có đồ mà thay. Đấy, chứ nếu không có đồ mà thay thì cũng chẳng biết cách nào để làm cho nó rên lên được. Bắt buộc phải có đồ để thay. Mà bắt buộc phải có đồ để thay đối với đài nội địa thì lại chỉ có sưu tầm những chiếc đài nội địa thôi. Chứ còn đài hàng xuất thì không lắp được, không vừa nha. Đấy. Đợt tới này sẽ sưu tầm nhiều đài nội địa. Thế là các thượng đế mà có cái mối hàng mua những chiếc đài nó mới như thế này mà nó Trần Văn Tịt cũng không sao cả nhá, không sao cả. Mình đã chuẩn bị sẵn như thế này. Mình là người hậu phương vững chắc để cho các thượng đế ở tiền tuyến có thể là xông pha ở trận mạc đài mới. Thế nhưng Trần Văn Tịt với Trần Văn Sôi nha. Đấy. Còn bây giờ trân trọng giới thiệu tới các thượng đế khắp ba miền Bắc, Trung, Nam một chiếc đầu đếch đầu công của Nhật Bản nội địa chạy điện 100V. Đầu này là đầu Victor. Đấy, Victor này. Đấy, Victor có con tuất đây này. Đấy, biểu tượng của hãng Victor con tuất này. Có model là KDA3. KDA3. Đầu này thì mình cũng không biết là sản xuất từ năm bao nhiêu, thế nhưng mà chắc chắn là sản xuất từ năm 1900 ngày ấy. Đầu đếch hoặc là âm ly hoặc là cái thớt radio hay là cái gì đó mà có cái đồng hồ vu là biết rồi, là hàng gọi là hàng cổ quý hiếm nha, hàng cổ. Đấy, có giá trị sưu tầm rất chi là cao. Đấy, chiếc này để nhìn thì đương nhiên rồi, nó kéo lại là hai cái đồng hồ vu này, nó khác hẳn với những cái chiếc đời mới. Đấy, thì trên thực tế thì có người thì lại cứ thích đồng hồ vu, có người thì thích đèn tia. Đấy, thì mỗi người thích một kiểu, không ai giống ai cả. Đấy, thế nhưng mà cái này là cái đồng hồ vu nha. Đấy, hai cái đồng hồ vu này hiển thị tín hiệu của hai bên kênh left và right, trái và phải. Đấy, vẫn hoạt động bình thường. Tình trạng hoạt động của chiếc đầu đếch này sau khi cho ăn điện 100V, chứ còn cho ăn điện 220V là nó không hoạt động. Cho nó ăn điện 100V thì tua đi tua lại các kiểu con đà điểu phát nhạc chuẩn. Tính năng thâu băng vẫn còn tác dụng, mà thâu băng con này cũng được nha, cũng được đấy, chứ đừng có đùa trong cái này thôi, nhưng mà cũng được đấy. Có một cái điều mà mình không nói thì mọi người cũng biết, đó là những cái thiết bị điện tử mà sản xuất từ năm 1900 ngày ấy thì bao giờ cũng vậy, người ta thiên về chất lượng nhá, thiên về chất lượng. Đấy, thế còn về sau này thì người ta thiên về cái gì thì cũng không nhất thiết phải nói ra ở đây. Ấy, tỷ dụ như cái tivi ngày xưa dùng mấy chục năm nó mới hỏng, cái tivi bây giờ thì không biết là nói như thế nào ở đây cho nó học vật lý, thì thôi không nói nữa nha. Đấy, bộ cơ cái cửa này, bộ cơ của cái đầu đếch này là bộ cơ này, có nhiều người gọi là bộ cơ răng chìa này này. Đấy, cái bộ bàn phím này nó chìa ra. Đấy, bộ cơ răng chìa nha. Bộ cơ răng chìa thì thôi, độ bền của nó thì thôi khỏi phải hỏi, tại vì nó toàn cơ khí chứ nó không liên quan gì đến điện. Ví dụ như cơ điều khiển thì còn lo nó trục trặc về phần CPU là phần điều khiển đấy, thế còn cái này thì cứ ấn tay,
ấn tay là ví dụ như ấn bờ đây là nó đẩy cái bộ cơ lên, motor mà chạy là chạy, không lo gì về cái vấn đề hỏng cơ cả. Đấy, mà những cái bộ cơ như thế này, đây này, riêng cái cửa băng ở đây, ui dồi, nó ra như thế này cơ mà. Đấy, mà cái hệ thống của nó ra ở bên trong thì nhìn thì thích lắm. Bây giờ trân trọng mời các thượng đế vào xem để cho nó thích, nó ưng cái bụng, rồi các thượng đế trần văn chốt nha. Đây này, đấy, chỗ này là chỗ bộ cơ của nó đây này. Bộ cơ của đầu câm, đầu đếch thì bao giờ cũng vậy, có bộ cơ chạy hai cái dây cura, có bộ cơ chạy một cái dây cura. Thế nhưng mà chạy bao nhiêu cái dây cura gì chăng nữa, nó đều chạy bằng dây cura bản dẹt. Đây này, dây cura bản dẹt này. Thì dây cura bản dẹt và dây cura bản vuông thì mình phải có khoảng tầm vài trăm chiếc nhá. Đấy, bánh tì cũng vậy, kính thưa các loại, và những cái chiếc đài, những cái chiếc đầu câm nào mà mình đã trải qua thì bao giờ mình cũng ghi vào sổ sách là ví dụ như cái này là cái kích thước của nó khi đo gặp lại là bao nhiêu cm. Đấy, bánh tì của nó kích cỡ bao nhiêu, rồi là bánh trung gian này nọ, cái lọ cái ai, rồi là motor 2 giây hay là 4 giây. Thế là ngoài cái vấn đề anh Trần Văn Đài ra rồi, đấy, các thượng đế có nhu cầu gì về linh phụ kiện của đài, tỉ dụ như IC, thạch anh, dao động, dây cura, bánh tỉ, bánh trung gian, nguồn, vân vân và vân vân, cứ liên hệ với mình nha. Đấy, đây là cái bộ cái phần cửa bằng này này. Đây. Ui giời, dùng cả cái thanh nhựa bánh răng như thế này này. Đấy, ui giời ôi. Còn đây là cái biến áp nguồn của nó, 100V này. Biến áp này thì đương nhiên rồi, biến áp quần jean của Nhật Bản thấy có mà đầu hỏng biến áp chưa hỏng, trừ trường hợp cắm lộn điện 220. Thế nhưng mà hàng của Nhật thì nhiều khi cắm lộn điện nó cũng chưa thể cháy biến áp nguồn được, vì cái hệ thống bảo vệ của người ta sản xuất rất chi là khắt khe, và nôm na ngắn gọn lại là bộ bảo vệ nó rất rất chi là nhạy. Đây là công tắc nguồn này. Đấy, thì ở cái khu vực này, ở cái khu vực này là kiểu gì cũng có cầu chì bảo vệ nhá. Thì cầu chì mà ví dụ như mà cầu chì mà nó mà chẳng may mà nó cháy nó hỏng thì phải thay cái cầu chì đúng cái trị số của nó thì cái độ nhạy của nó mới cao, tức là khi mà mình mà cắm nhầm điện thì nó cháy ngay. Thế còn có nhiều mình sửa chữa, mình thấy trên thực tế có rất nhiều thiết bị mà hỏng cầu chì lại làm cái dây điện nối tắt qua, hoặc là làm cái thiết cái thủng nó cũng chưa được chuẩn cho lắm đâu nha. Đấy, đây này, bánh đà này, bánh đà to như thế này, bánh ở bên trong này, bánh đà to như thế này. Đấy, nhà to ai chả thích đúng không ạ, bánh đà to cũng thích, cái gì to chả thích. Đây này. Đấy, bánh đà trơn lắm. Dây cura mình thay rồi. Đấy, dây cura thay rồi nhá. Đấy, dây cura thay rồi. Đấy, motor này. Đấy, motor này còn motor zin Sankyo. Motor to này là mọi người này, motor zin đấy nhá. Đấy. Tiếp theo đến là cái phần ở bên trong này, phần ở bên trong này cứ chả biết cái này là cái gì. Còn đây là cái hai cái đồng hồ vu đây. Đây là hai cái đồng hồ vu đây. À. Đấy, hai cái đồng hồ vu này. Đây là cái con biến trở để chỉnh lúc thâu băng đấy. Đây, chỉnh lúc thâu băng đấy. Còn đây là phên vỉ đây, phên vỉ linh kiện đây. Đấy, phần nguồn đây này. Đấy, nguồn tụ lọc nguồn này, diode chỉnh lưu đây này. Chưa có dấu hiệu của sự đào bới xây lộ nha. Đây. Chưa có dấu hiệu gì. Hai cái đồng hồ vu này báo tín hiệu hai kênh left và right, nó vẫn cân nhau nhá. Đương nhiên là nó không thể cân 10-10 được, vì âm thanh stereo thì bao giờ cũng vậy, bên to bên bé nó là cứ chắc chắn, chứ còn âm thanh mono thì nó mới đều nhau hết được. Đây, đây công tắc chuyển tín hiệu thô băng. Đấy, đầu này vẫn thô băng bình thường nhá, vẫn thô băng bình thường. Đấy, vẫn thô băng bình thường. Còn đây là mặt đằng sau của nó đây. Đấy, AC 100V đây này. Đấy, đây là đường tín hiệu vào và ra này.
Đấy. Bây giờ ngửa lên để xem nữa nhé. Không ngửa lên thì cái đầu này có sửa rồi cũng chẳng biết được. Vì trên thực tế có sửa chữa là sửa chữa ở mặt dưới này này. Đấy. Thế thì chỉ có xem như này mới biết được. Đây này. Ui. Cái này bằng inox. Inox. Thế thì làm sao mà lo liệt này bằng inox. Nguồn còn chưa tháo ra còn chấm sơn này. Tại vì cái nguồn này thì có đầu hỏng, nguồn chưa hỏng. Để ôm nó xuống nhá. Phên vỉ của nó như thế này. Đấy, mặt dưới của nó như thế này. Hai cái con tụ dập tần số này, hai con tụ dập tần số này ở cái con IC tiền khuếch đại này là zin đấy. Này. Chứ không phải là sửa chữa câu vào đâu. Đấy. Một chiếc đầu mà sản xuất từ năm 1900 ngày ấy đến giờ mà bộ phên vỉ của nó như thế này thì không chốt, thì không biết chốt cái gì, hay là lại chốt cái loại ở bên trên này dây dợ câu lằng nhằng rồi mạch in nó bị đứt bét nhè ra nha. Sạch đẹp như thế này, mặt phay nhôm này, cái mặt này mặt phay nhôm. Suýt nữa thì quên mất một điều, cái điều này cũng tương đối quan trọng, đó là gì? Đó là tiến hành Ecuador để xem cái kích thước của nó ra làm sao. À, đấy, đơn vị ở đây mình tính bằng cm, thế còn có những đồng chí tính bằng mm nhá, ở dưới mm thì còn có nanomet, thì các đồng chí tự coi như thế là quy đổi, chứ mình đây là mình tính bằng cm. Chiều ngang này của nó 42 cm. Chiều cao 14, chiều cao 15 cm. Đây là mình đang tháo cái nắp bây giờ rồi này. Đấy, chiều cao là 15 cm. Đây là cái nắp đáy này. Đấy. Đây là mặt dưới bốn chân này. Bốn chân. Đấy, thì nó có những cái gọi là dấu tích của phong trần nhá. Còn đây là cái nắp. Cái nắp này thì thấy có thì có một số cái chỗ nó bị bẹp. À, cái nắp đậy. Nắp đậy nha. Yeah. Nắp đậy. Còn số chỗ bị đẹp và sơn lại thì mình mua của người ta làm thế, người ta sơn lại chứ cũng chẳng phải mình sơn lại nha. Yeah. Đấy, chiếc đầu này ngày hôm nay mình cung cấp với một mức thóc. Thì trước khi nói mức thóc thì báo tình trạng hoạt động lại một lần nữa để cho các thượng đế rõ. Sau khi cho ăn điện 220V thì tua đi tua lại. Nôm na ngắn gọn lại là bộ cơ hoạt động bình thường, phát nhạc chuẩn. Nhưng mà cũng chuẩn theo tiêu chuẩn của nông dân thôi nhá. Phần thô băng vẫn hoạt động bình thường. À, chiếc đầu này buổi hôm nay mình trân trọng cung cấp tới các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam với một mức thóc yêu văn mến. Với một mức thóc yêu văn mến đó là 1.350.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.